vải nhiều có tốt không? Thì quả vải tốt nhưng mà chúng ta lại không nên ăn quá nhiều. Quả vải là một trong những cái loại trái cây tươi mà nó ngon và nó bổ dưỡng. Nó còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất. Ví dụ như là có vitamin C này, vitamin A và kali, và nó có chất xơ. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều ấy thì nó có thể gây hại cho sức khỏe vì nó chứa một cái lượng đường nó khá là cao. Và khi mà cô bác anh chị em mà ăn cái quả vải ấy thì đường nó sẽ được hấp thụ và nó chuyển thành cái glucose và làm tăng cái đồng độ của đường trong máu. Nó có thể là gây ra các cái vấn đề về sức khỏe như là tăng cân này, hay là tăng huyết áp và gây ra các cái nguy cơ về cái vấn đề liên quan đến tiểu đường. Tiếp nữa thì vải có thể chứa một cái số chất dị ứng như là histamine và thiamine thì nó có thể gây ra cho chúng ta bị dị ứng, chúng ta bị ngứa. Khi mà chúng ta ăn nó nóng thì nó phát ban lên. Đối với một số người mà bị dị ứng thì chúng ta phải ăn một cái số lượng nó ít thôi để gọi là mình thưởng thức. Không ăn thì cũng hơi tiếc, nhưng mà chúng ta ăn làm sao cho nó hợp lý để tránh những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Nên hạn chế ăn, chúng ta chỉ ăn vài quả thôi chứ không nên ăn nhiều. Dù vải là có là ngon, có là hấp dẫn như thế nào thì chúng ta cũng nên kiềm chế nhá. Và anh chị em cô bác hãy đặt câu hỏi ở dưới bình luận, Xuân sẽ chia sẻ nhá. Và cảm ơn anh chị em cô bác rất là nhiều.